Dạ vâng, em chào các bác. Hôm nay em lên thêm hai mẫu touring để các bác tham khảo đây. Thì cái xe này nó là thương hiệu Gian, hàng bãi Nhật các bác nhé. Xe thì em bán rồi. Đấy. Hai cái xe này là khách đặt các bác. Đấy. Đặt màu này, đặt size này. Đấy. Em thì xe em bán rồi mà em vẫn lên cái video này để cho các bác biết là em vẫn nhận đặt và dọn theo yêu cầu của các bác cái dòng xe touring hàng bãi Nhật các bác nhé. Đấy. Cặp này thì nó là Gian Escape G3, một con là ống tròn và một con là ống dẹp các bác nhé. Đấy. Ống tròn thì nó sử dụng cái group sử dụng là S-Gian. S-Gian của Mỹ. Cái này là gian này là gian ống tròn, cái này nó đời trước các bác nhé, còn ống dẹp thì là đời nó cao hơn một chút. Nó sử dụng cái bộ chuyển động S gian của Mỹ các bác này. Đó. Xe thì đã được vệ sinh cân chỉnh về các bác chỉ việc sử dụng các bác nhé. Con xe này thì em bán cho một bác là nữ. Đấy. Là đây, các cái phụ kiện này em có gắn thêm cho bác này, bác khách quen mua xe của em nhiều rồi, mua mấy năm rồi các bác. Em dọn zin nguyên bản hết các bác nhé, từ cái lốp này, nước sơn nước giếc này, zin nguyên bản hết. Này thì nó là size XS này, 43, 1m60, 1m65. Đi con xe này là đẹp. Cái rè này cũng là rè rè bãi Nhật luôn các bác nhé, rè xịn luôn, tất cả zin nguyên bản. Như bác nào mà có nhu cầu chơi những cái dòng touring này thì cứ liên hệ em số điện thoại 0936 525 998. Xe thì được em tuyển chọn và nhập trực tiếp từ Nhật về các bác nhé, toàn bộ là hàng tuyển đây các bác này, cũng có chảy nhưng mà rất là ít. Nước sơn zin đây, có chảy nhưng mà rất ít các bác nhé. Này đây là gian gian Escape G3 gian đời mới, zin từ con ốc luôn. Tay sử dụng bộ chuyển động của Shimano, tay bấm xả này. Này nó được cái cọc yên là có giảm xóc các bác nhé, yên này, yên zin này, củ đề Antut này, tất cả là zin nguyên bản. Xích trước nguyên bản hết, xăm lốp nguyên bản. Và bác nào cần mẫu touring thì liên hệ em số điện thoại 0936 525 998. Cảm ơn các bác đã đăng ký theo dõi kênh Xe đạp Phong Tuyền. Xin chào các bác.